Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ha. Thì video sáng nay thì Đại sẽ lên cho mọi người một bộ đôi là cắt tỉa nha mọi người ha. Thì con này là xin đây qua ha, 231 lưỡi cưa nè, cắt tỉa hàng này kia đồ các kiểu ha. Rồi đây có một cái lưỡi cưa kiếm ha, tông đơ ha, đó tông đơ tỉa bờ gào đồ này kia nè, tỉa trên cao nè đó. Thì cái này là hôm bữa Đại quay chung với cây Robin ha, thì Đại bán cái đầu rồi. Rồi thì cũng Đại cũng xin chia sẻ thêm một chút của mọi người. Thì cái vấn đề mà nói về báo giá không báo ha, thì cái vấn đề đó thì rất mong là được mọi người thông cảm nha. Không phải là bữa có anh Bình Luận á, thì nói á, không báo giá đặng ai gọi tới đặng chặt chém này kia. Xin lỗi nha, mình ở đây Đại làm thì trước giờ đàm đồ tiễn để bán đúng hàng đúng giá nha. Đó mà thêm cũng không có ai khùng hết trơn á, mà đâm vô đi mua dễ chém quá trời à. Trước khi mà mọi người mua thì mọi người cũng xem kênh này kênh kia đúng không, chứ cũng đâu phải có mình Đại bán đâu đó. Thì nếu mà thận mua thì vừa bán thôi, vậy thôi, đơn giản vậy thôi đó. Thì cái giá đó thì Đại không báo á, thì thứ nhất á, báo lên có một số anh em thì vô bình luận nói như này kia nghe nó không có hay ha, rồi đủ các kiểu chứ, nói chung là nó linh tinh tùm lum chứ, nên là Đại sẽ không có báo giá trên này nữa nha. Đó thì rất là mong là được mọi người thông cảm ha. Đó rồi thì quay trở lại á, thì Đại quay cái con này trước nha, rồi xong Đại sẽ quay lại test con này và mở bô luôn ha. Đây thì đây Đại dư ra cái đầu tỉa này nha, đó à, rất là mới nha, len can xà beng nha mọi người. Đây đó, cái này thì nó rất là đẹp nha, tại hồi bữa Đại test thử nè, đó ốc tán này kia là chưa xét luôn nha. Rồi nè, cần cung của nó luôn, đây đầu bò này kia đầy đủ luôn nè, đó sáng chân luôn, rất là đẹp nha. Đó thì điểm này kia đồ tắt tăng tặc luôn, lại ra ở đây nha. Rồi thì cái cây này á là Đại bán cho mọi người là 850 nha. Thật sự mà nói thì cái đầu hổm là bán làm giá nha mọi người, không mấy cục này đã bán làm giá nha, lên là thấy mấy anh em thợ bán cho thợ không là còn 700 rồi nha. Đó thì mọi người nào nhắm mua được thì mua nha. Thì tôm này là tôm tôm nhỏ nha, tôm 260 nha. Đây đó, tôm 260 ha. Rồi đó, rồi quay trở lại với cái con này thì là con CDY nha. Đó thì con này đó là có cái lưỡi cưa ở đây nha mọi người ha, con này nó vừa giật vừa đầy nha. Đó đây xin đi qua nha, lam này chắc hai tấc rưỡi nha, lam hai tấc rưỡi Latin luôn, Latin về bịch ha, nhớt zin luôn, nhớt zin còn luôn nè. Đó thì nó xài sên thì xích là xích chuột nha, xích này để thấy còn khá là ok nè bán. Đây bên đây nó còn rất là đẹp nha, Latin về cui luôn, xin đi qua luôn. Đó thì ở đây nè là công tắc on off nè, là có nút đề luôn nè. Nói chung là pin còn sống nha mọi người, nhưng mà mới lấy về nó chưa có sạc nha. Thì pin là Đại thấy như vậy là nó còn sống rồi đó. Đây, đây còn cái ốp lam đó luôn. Đó. Rồi. Thì con máy này đó mọi người. Nè, dây nè, dây trắng tinh luôn, đó, dây nguyên zin luôn nha. Dây này chưa đụng chạm gì hết ha. Bình nè, bình xăng nắp đồ này kia là nguyên zin. Máy là cực kỳ đẹp nha. Ốc tán là 7 màu hết ha. Nè, bình xăng nguyên zin thì có cái chế nè. Cái chế này thì khi mà nó về thì đầu bãi đầu trên đó mọi người, thì mình cũng chia lại của ông anh thôi. Thì người ta đã dọn lại rồi, người ta bỏ cái chế rồi, người ta lên luôn cái chế 260 nha. Đó, tay đỏ nha, hai kim tay đỏ, nhưng mà không phải van đồ nha mọi người. Đó thì cũng nói luôn, thì cái này nó cao cấp hơn là cái Zin 3 luôn nha. Đó nhìn như Zin nha mọi người, không có khác gì Zin đâu. Đó nhưng mà này mà lột ra này đưa cái thớt dưới là quanh rồi, đúng là mọi người cũng không biết đâu. Rồi thì Đại quay sơ được vòng vòng một tí, Đại cũng mở bô thử nha. Thì lấy về hôm qua rửa chiều hồi vệ sinh chiều hôm qua xong rồi cũng chưa có mở bô luôn, dây chưa khô nè. Nè mọi người coi móc dây đeo nè, thì con này chắc nó rơi vào tầm 32 ly nha mọi người. Đó, móc dây đeo nè, chưa có xét luôn nha, chưa có hen gỉ gì hết nè. Đó nó là cái này mà nó chưa xét nữa nè, máy rất là đẹp nha. Đó, gặp dây nó là còn quá đẹp, hàng hiếm nha. Cái này không phải có hoài đâu nha mọi người, hôm qua về được một cặp nha, mà cái con kia nó bị gãy cái chỗ tay bóp rồi, lại không có lấy.
đó là máy nè, này đóng Shidewa nè, mắt Insta-Bang nha, nó rất là đã nha, nhìn thôi là thấy mê rồi. Ở đâu mép đâu đây nó hình như có cái chữ da băng nữa hay sao, để coi thử coi. Không phải, nhớ lộn, nhớ lộn máy nào rồi. Rồi đó, máy nè, máy rất là liền nha, không có bể vỡ gì hết nha. Đó, thẻ nha mọi người, xe đi qua 3 số nha. Đó, tới 231 nha. Nè, pin nó nằm dưới đây nha, pin zin nằm đây nha. Thì đây là cái lỗ sạc của nó nè. Như này là cái lỗ sạc. Pin chà bá luôn nha, này cũng chưa có mở ra xem luôn nha. Đó, đây, lỗ sạc nó đây. Thì con này thì khi cơ chế hoạt động nó thì nó sẽ, khi mọi người xài nó sẽ tự sạc lại nha mọi người. Đó, rồi, máy rất đẹp nha. Ở đây không biết nó ký ốc đây chi cũng chả hiểu nữa, cái con kia nó cũng y gan vậy nè, không hiểu nó là công dụng làm gì thì mình không biết nha. Cái trường hợp này thấy khó quá. Đây người thấy không, lò xo lò bọng đồ này kia chống gãy của nó nè, len ken xà beng nha, rất là đẹp nha, ốc tán 7 màu luôn. Đây đồ bóp ở đây đó, bóp xịn sò luôn. Đây nó có cái gài nha, ở đây có cái gài ga lớn luôn, nhấn vô rồi bóp hại nha. Đó, dây nè, chung là dây còn rất là đẹp nha, chưa có bể vỡ hơi là bị nứt gì hết ha. Đó, nói chung là còn con này quá đẹp. Cái này nó làm kiểu như bằng nhôm nè mọi người, nhìn nó lịch sự không, nó không xét luôn nha mà nó đẹp nữa. Đó, này dưới này thì bằng sắt rồi, không nói rồi, thì trên này nó bằng nhôm nha. Đó, tum nữa nè, quá đẹp, quá đẹp cho con cắt tỉa này nha. Cắt tỉa này gọi là cắt, con này là nó whip chứ không phải là chẳng tầm thường nha mọi người. Rất là lâu mới có được một con nha. Đó, qua thấy được hai con mừng hết biết, chạy lên bể không lấy nè, mọi người coi nè. Đó, thì cái bô chỗ này nó bị một chút gì nha, không biết là tại sao nha, thì nó cháy hay sao thì không hiểu, thì đây nó có bị gì xém chút ha. Này còn lại là máy hoàn hảo ha, không có bị tì vết gì hết nè, pin nè. SEK 23 nha, 231S nha. Nè, cho sẽ ghi nè. Đó. Máy còn cực kỳ là đẹp, bô bọng trắng tinh nha. Đó, bình xăng nè. Rồi đây đã mở cái áo ra cho mọi người xem, sẵn này cũng xem bô luôn thì cũng coi coi đó làm sao. Mở ra mà sọc có chắc chết rồi mọi người, tới xương quá. Này mở bô, mở áo bô kiểu Maru nè, mọi người coi bên trong nè, nó nội thất nè, rất là đẹp nha mọi người, quá đẹp, quá đẹp cho một con máy thế này, không có miếng tì quá nồng, nhìn dày cui không, bô còn rất đẹp nha. Nước gam si của cái vàng chân nè, y thinh luôn, chưa có chày hay là bị sét gì hết nha. Nói chung là con này là gọi là chín nút chứ nói chăm chết nữa. Đây nè, cái bọc nó còn luôn nè. Đó, rồi mở bô thử nha mọi người. Lửa nè, xịn, lửa này bền lắm nha, có gì IKD gì đó mọi người, lửa này bền lắm. Lửa này chung lửa, nó xài lửa của cái hãng của mấy hàng Mitsubishi, nó cũng xài lửa này nè. Chớ thấy bao giờ mà chết lửa nha, xui dữ 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 lắm, xui luôn mới chết lửa, nói thiệt. Nó dính đâu không ta, trời ơi dính lên con nữa nè mọi người, mệt mấy ông xe đây qua này lắm. Để em lum chân. Rồi con này bê tông rất đẹp mọi người,
bồ chưa đóng khói luôn nha, lỗ bồ nè gấp lết nha, nhìn là thấy là biết nó chắc tay em rồi. Tại xỉu ở ra mà xỉu nó thì rồi chết, trời ơi trời. Thôi mọi người ơi, còn cái từ gì để nói nữa, quá đẹp cho một con mái thế này ha. Còn mặt võng luôn nha mọi người, là còn văng ngang luôn nè. Tại hay nói mặt võng chứ nó là kêu bằng văng ngang nha. Đó. Quá đẹp. Chưa có một miếng bờn nữa. Hồi rồi bên nè. Hai lá bạc luôn nha. Rồi gắt thì chặt nha. Quá đẹp. Rồi. Giờ để đây gắp lại rồi lại test nổ nha. Khi làm mà nói thật sự nói bán ừ mắt này kia, kênh bán mắt này kia, trời ơi trời, lấy đại nó lấy hàng thì giá nó đã cao rồi, bán rẻ nó sao được, thật sự 100-200 ngàn nó thì không đủ cái tiền mà đại để thì không có bằng gốc cái tiền đã cho đi đem đi cho người ta đâu, nói để làm mà để ăn mình nên đâu, khổ. Đi mua máy mua móc chạy có thì chạy mấy chục cây, đi về cả trăm cây mua được cây máy, mà về cây máy bán vậy cây mắc quá, mắc thằng kênh kia này kia là so giá thì lẻ chân chán à, trong rồi mọi người mà coi, mọi người coi nè. Đó. Quá đẹp luôn ha, vậy là xuất sắc rồi. Áo mà dễ gắn lắm mọi người, đã để làm xong rồi để úp luôn chứ lại không có sửa gì chơi nha mọi người. Nó xài xanh chuột nha mọi người. Rồi, đây là chim lên là tết nổ luôn nha. Sao trời? Thấy không mọi người? Gì được rồi ha. Đưa cưa như vậy. Nói chung là máy là hoạt động bình thường ha. Nhớt nhau là kia là ok hết nha. Đây. Đó. Thì khởi động thì mở công tắc lên. Đây nè. Đó, hết pin ha. Bơm xăng nha. Đẩy tay đỏ qua. Tè tè đó là cái bố thôi nha mọi người. Máy nổ là cực kỳ êm nha. Nổ quá chuẩn luôn nha. Đây. Nghe không? Nổ giòn giụm luôn á. Cái
lưỡi cho mọi người xem nha. Để nó mình chạy này sạc lại, người ta nghĩ là phần trăm sóng nó còn cao, rất là cao nha. Kéo nhẹ là nhích nhẹ là chạy nha mọi người. Dây là nhích nè. Bố nó gắt là bóc luôn nha. Nhích nhẹ là nó nhích liền không. Đó. Đây thì mở bò này kia đồ đại chúng ta vô chứ là người gọi đỏ này. Đây ốc chỉnh nhớt gà làm nha. Thì video đã giới thiệu con máy này nên cũng xin kết thúc nha mọi người. Chào mọi người và hẹn tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo nha.